Xin chào các bạn, xin chào mọi người lại đến với kênh Chile TV Cuộc Sống của tôi. Ngày hôm nay mình sẽ ăn một bữa tiệc ốc. Ở đây sẽ có món sò điệp nướng bơ mỡ hành. Ở đây là chem chép xào với lại đậu đũa. Còn đây là ốc đá nướng muối ớt. Và cái dĩa này là ốc len xào dừa. Đó, mình có thể ăn. Và ở đây mình sẽ ăn với một chén cơm nha các bạn. Thì mình thích ăn cái gì kèm với cơm lắm. Bà ở khoái ăn cơm nhiều mà mập đó các bạn. Để ăn mấy cái này cũng nó có mập đâu nè. Các bạn và mọi người cùng dùng món ốc này với mình nha. Quá hấp dẫn thiệt. Trước tiên ăn miếng ốc len đi. Ốc len xào dừa. Hấp cái nước dừa. Cứng quá. Rất là thơm ngon nha các bạn. Cái nước cốt dừa đây nữa nè. Đó. Béo béo. Hấp thêm con nữa. Hấp này nó ngon ngọt. Có mấy cái dip nó béo béo. Có nhiều bạn không thích ăn, nhưng mà ngược lại mình lại rất là thích ăn nè. Cảm ơn. Ăn một con cái nè. Thấy gì luôn. Thôi chén nước mắm tiếp đi. Ngon quá. Thằng mới ngon quá. Thật để mình thích ăn có phần trứng à. Giờ mình sẽ chế nước muối chanh vô. Ngon quá sáng nha nè. Việt Nam mình có ẩm thực về mấy món ốc á. Ngon kinh khủng. Thôi ai mà đi xa quê hương nhớ cái món này lắm luôn nha. Mở thành phố Hồ Chí Minh á, rất là nhiều món chế biến đầy đủ luôn, nhiều sốt. Trời ơi. Đúng rồi. Biết kè hết cái mặt. Rồi, mình phải ăn cái con ốc. Ốc gì đây. Đây các bạn. Chế một ít nước sốt vào trong cái con ốc này cho nó thấm cái vị trước chút đi. Tại vì nó nướng với ớt á, nhiều khi rất mặn lắm. Rồi, sẽ gỡ ra nha. Ai lâu. Ồ, nó, đó. Wow. Hấp thử cái nước nha. Mặn mặn đắng đắng. Ủa quên, bỏ đây. Bây giờ sẽ chấm vào cái nước sốt muối tiêu. Quét nhiều là một đống cho nó nhiều. Cái này ở đây quên cho rau răm rồi. Ăn với rau răm nó mới thơm. Rất là dai nha. Giòn giòn dai dai sực sực. Ăn tiếp là điệp nào. Ủa lộn, cái này là sò gì, cái này là chanh chép chứ. Đúng là ở đây mình nghĩ vị nguyên giang. Thấy nhờ sò điệp nướng mỡ hành.
quá ngon quá, không phải cứng nữa. Ăn gì hỏi sao ốm nó trời. Mà sau năm mình phải quyết định gọi là giảm cân đó các bạn. Thôi bây giờ ăn cho lại sức đi, rồi có sức giảm cân ha. Số người á, ta ốm sướng ghê, ăn hoài không mập. Phải chi được vậy là tốt lắm rồi. Ăn thêm con ốc thứ hai đây. Ra hết không? Uống ba. Cái này chấm muối tiêu chanh. Con này không có khét lắm, nãy con kia nó hơi bị khét nên nó hơi đắng đắng. Để coi con này ăn có đắng không ta. Ngon. Ốc này ốc gì thế? Mình thấy gì ngon mua. À, chấm với muối tiêu chanh đường. Mình thích ăn với cơm, hồi nhỏ cũng vậy. Ở khu nhà mình là không có lo cho thiếu ăn. Rồi buổi sáng là bán đồ ăn sáng. Và buổi trưa cũng có 2-3 người bán. Đó. Có chiều tối thì không có. Trưa họ dọn ra bán tới chiều. Vậy đó, ngày 2 cử. Đủ đầy. Tha hồ lựa chọn. Nhưng khi có thời gian ấy nè, không có nấu nướng, bận rộn quá, Tết nhất đó các bạn. Rồi, ra đường ăn cơm tiệm không? Như Tết năm rồi đó. Và nhà mình ăn cơm tiệm không? Bắt đầu từ qua rằm á là ăn cơm tiệm. Thèm cơm nhà lắm chứ. Bữa cơm nhà, cơm canh ngon. Nhưng mà không có thời gian nấu nướng. Bán buồn hả? Quá trời luôn. Một năm thì chỉ được có 2 mùa thôi. Là tháng 7, 7 âm lịch. Với lại bắt đầu từ tháng chạp sau tới tháng giêng đó là nó dừng rồi. Còn những ngày trong năm thì bán bình thì bây giờ bị ảnh hưởng của dịch đó các bạn, mọi người ít đi chợ, ế ẩm lắm luôn, không biết chừng nào nó hết không nữa. Một dĩa 30 ngàn, 30 vậy đó. Bán cũng rẻ ha, ngon ha. Bán trong sớm mà đâu mắc chữ lắm đâu. Ngon quá. Wow, lòi được nguyên ít. Béo nút nít. Thật ra mấy bạn mà biết tính mình á, khi ăn uống mình cũng không thích nói chuyện đâu, để mà mình có thể thưởng thức một cách món ăn một cách thơm ngon nhất. Nhưng mà vì mình phải làm clip để phục vụ các bạn, với các bạn xem và thưởng thức, nên mình phải nói chuyện, giao lưu với các bạn và mọi người. Thì cũng đó cũng là một cái niềm vui mới mẻ cho mình. Thì
Chân thành cảm ơn các bạn và mọi người đã xem video đến tận giờ phút này nha. Xin hẹn gặp lại các bạn và mọi người ở những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt ạ.